con biết nói tiếng Thái này. Rồi nói đi. Ai qua đi khác gọi xong. Thách biết nói. Giờ chú đọc từ 1 đến 10 đi. 1 1 2 Chiếu 3 Chuối 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 1 À, thường là cuối tuần á, vào ngày thứ 6 hay thứ 7 Ngọc sẽ dẫn cho bé đi siêu thị hoặc là đi chơi game, chơi trò chơi. Thì Ngọc sẽ cho là bé được quyền chọn 3 món bất kỳ mà bé thích. Thì bé muốn chọn món gì cũng được, miễn là trong giới hạn là 3 món. Thì bây giờ mình hãy cùng đi xem để xem là anh Kiếp nhà Ngọc chọn món gì nha. Một món nữa nha. Một món duy nhất nữa nha. Lấy rồi là không được bỏ lại đâu đấy nha. Không mua sữa hả? Mua bánh không vậy? Cái này ăn với sữa nè. Cái này Kiếp ăn với sữa nè. Kiếp mua sữa đi. Ủa có được nổi không? Nổi gì? Nổi này à. Nổi này lấy gì? Lấy